Chiều ngày 16 tháng 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 9 kỳ họp, ban hành 119 nghị quyết. Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức thành công 95 kỳ họp, ban hành 609 nghị quyết. Hoạt động giám sát được quan tâm chú trọng và mang lại hiệu quả rõ rệt. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 27 cuộc khảo sát giám sát chuyên đề, tổ chức giám sát thường xuyên định kỳ đối với 23 nội dung. Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức 116 cuộc khảo sát giám sát chuyên đề. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân được chú trọng thực hiện với nội dung bao quát, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực an sinh xã hội, phát triển kinh tế của địa phương, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, nhận diện, chỉ rõ những hạn chế, đồng thời thẳng thắn trao đổi góp ý về mối quan hệ, sự phối hợp, gắn kết giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị trong năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, chú trọng nâng cao chất lượng kỳ họp của Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo đúng thẩm quyền, chất lượng, hiệu quả, kịp thời giải quyết yêu cầu cấp bách của thực tiễn, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp. Phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp, quyết nghị các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.